Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Cây Khôi. Bonsai Cây Khôi đang có mặt tại vườn cây của chú Khoan ở Văn Giang để gửi đến quý vị và các bạn những hình ảnh cây của chú Khoan. Xin mời tất cả quý vị cùng đón xem. Đằng phía trước thì chú Khoan có bày một cây hoa giấy nhiều màu và một cây mẫu đơn, một thân rất là to. Mình sẽ zoom lại gần để quý vị cùng nhìn cây hoa giấy. Đây là rất nhiều hoa. Đó. Và cây mẫu đơn cũng một thân rất là quý. Ok, sau đây mình sẽ tiến vào khu vực vườn của hoa để mọi người quý vị và các bạn cùng ngắm. Vườn cây rất là rộng. Chào anh ạ. Ok. Đây là một cây mẫu đơn đáng huyền. Rất già. Xanh răng long. Mình sẽ quay một số tác phẩm mini đang được bày khu vực này trước. Đây là một phôi Nam Biển. Mình sẽ ưu tiên quay những cây thành phẩm trước để quý vị ngắm. Thì vườn này hoàn rất là rộng. Đây là một cái si bằm đá bé thôi nhưng mà rất là già. Đường thân chạy đẹp quá. Bụng đỏ chót đấy. Tiếp đến là một cây bán thành phẩm. Cái này khả năng là cái si hồng. Cái những cái chi cành và các cái thân nhỏ rất là rụt rịt. Cắt rất đẹp quá. Đây là quý vị nhìn. Cắt một tí một tí một xem nào. Đây, kế bên này thì vị cũng sẽ thấy một cái si. Ở khu vực này bày khá là nhiều si. Có tân hoành khá là rụt và đang được tạo tác. Đây là một cây si bóng dáng tự nhiên. Này, bọn này rất là nhũn. Và đây là một cây xanh khá là phiêu. Các nét chi cành tạo tác một cách phiêu. Hai thân đuổi. Rất điệu đà.
đỉnh nét này. Rất là thích lối làm cây của tác giả, nhưng rất là tiếc mình không biết tác giả ai. Mình nhìn nét cây này thì gần giống nét cây của anh Việt Tùng, anh chuyên Tùng. Một cây này nữa, hai cây cùng đường nét, khả năng cao là anh Việt làm rồi. Xem đường nét chạy chi và của ngọn đặc biệt. Phiêu chạy đôi xanh này kia cũng đẹp lắm. Đấy, nét cây rất là tuyệt vời. Ok, mình sẽ chào tất cả chú ạ. Xin giới thiệu đến tất cả quý vị, đây là chú Thoan. Chào chú ạ. Vâng. Vườn đẹp quá chú ạ. Thì mình sẽ quay tác phẩm tầm trung và tầm đại để tất cả quý vị cùng ngắm. Đây chú Thoan mới sửa một loạt cây rất là đẹp. Tuyệt vời. Tác phẩm xanh đàn trực. Mình sẽ đi chậm chậm để quý vị cùng ngắm tác phẩm này tầm đại, zoom lại gần quý vị cùng ngắm này. Tác giả vườn của chú Thoan này. Chú Thoan nhiều vườn, những vườn này là khoảng độ 1.400 mét. Khu vườn mơ ước của anh em chơi cây. Cây si đấy hay quá chú nhỉ. Đây mình sẽ quay cây si này, quý vị cùng xem. Tạo tác theo phong cách style quốc tế, bán thành phẩm, tất cả các đầu cứ rụt rịt nhìn thích quá. Không gian nhà chú Thoan thì mơ ước của anh em chơi cây, rất là đẹp. Ok, mình sẽ đi vòng phía đằng này để quý vị cùng ngắm này. Đây có phôi mà chú Thoan rất là tâm đắc quay để quý vị cùng ngắm. Tầm đại. Ngai vàng. Độc đáo. Chiếc rễ trống. Phần gầm nhấc bổng. Từ dưới này mình thấy
lạ mắt. Đây, hôm nay có anh Kim Bùi và anh Thanh Trung Nguyễn. Chào anh em nhé. Mấy anh em cùng đi ngắm cây. Đây một tác phẩm si tầm đại, rất là già của Thu Hoan. Cây này mình cũng rất là thích kiểu vườn. Mời quý vị cùng ngắm. Cây si này mà đúng là nhà quý vị nào có khuôn viên rộng kê cây này và treo một số lồng chim ở dưới thì tuyệt vời. Đây quý vị cùng xem. Đấy. Già. Điểm nu cục trên thân trắng phau. Rất là nghệ thuật. Vườn Thoan rất là rộng và nhiều cây. Mình xin phép mình quay một số tác phẩm tiêu biểu. Và mình đi lướt một vòng để quý vị cùng ngắm. Là quý vị nào mà muốn tham quan kỹ hơn thì xin mời quý vị đến với vườn Chu Thoan tại Văn Giang gần đài tưởng niệm. Rất là tuyệt vời. Vườn rộng và Chu Thoan nhiều vườn cây, quý vị có thể đến ngắm và giao lưu. Thì Chu Thoan là chuyên nghiệp về cây rồi. Đây những phối si u cục lùn lực với bonsai đương đại, rất là nhiều quý vị nhé. Đa dạng dáng thế, cây bám đá, những cây cột mà Chu Thoan đã có hết. To thì cũng có những cây to và nhỏ cũng có những cây bonsai nhỏ. Đây thì Thoan đang ra cố làm thêm công trình, mình không rõ thì lát mình hỏi lại cho Thoan. Đây những phôi rất là nhiều đa dạng dáng thế. Rất nhiều sự kiện để quý vị và các bạn yêu cây có thể lựa chọn cho mình tác phẩm hoặc là những phôi ưng ý. Đây, những cây xanh cổ đây, mời quý vị cùng ngắm này. Đây là trồng chậu Bát Tiên. Rất là già, vàng ươm. Những nét này. Cổ kính. Rất thích hợp cho các quý vị có những ngôi nhà cổ. Rất tuyệt vời. Đây là cây xanh mình thấy dáng rất là đẹp. Đó. Nét cổ kính cây đa dạng.
tác phẩm đẹp. Mà vườn xoan rất rộng như là mình xin phép kết thúc video tại đây. Xin kính chúc tất cả quý vị một ngày vui vẻ,